Xin chào mọi người, hôm nay mình cho các bạn xem soi siêu phẩm Ferrari F8 Chibuto Mulchen thứ 2 có mặt tại Việt Nam. Chiếc Ferrari F8 Spider Mulchen thứ 2 chính thức cập cảng Việt Nam và được nhập khẩu về dưới dạng không chính hãng. Siêu phẩm Ferrari F8 Spider thứ 2 sở hữu màu sơn đỏ đặc trưng đã về Việt Nam nhưng là chiếc F8 thứ 3 trong nước, chiếc F8 đầu tiên thuộc sở hữu của Nguyễn Quốc Cường. Tốc độ mua siêu xe Ferrari F8 Spider của các đại gia Việt có thể đứng đầu Đông Nam Á hiện nay, lý do là trong khi một số nước ở Đông Nam Á vẫn còn đang giới thiệu dòng siêu xe Mulchen Ferrari F8 Spider thì bất ngờ đã có hai chiếc cập cảng Việt Nam. Siêu phẩm Mulchen F8 Spider tại Việt Nam được nhập khẩu từ Mỹ về bởi một đơn vị kinh doanh siêu xe và xe siêu sang có tiếng. Ferrari F8 Spider thực chất là biến thể Mulchen của siêu xe Ferrari F8 Chibuto. Tương tự như những chiếc siêu xe Mulchen khác của Ferrari, mui xếp cứng của F8 Spider có thể đóng hoặc mở mui trong khoảng thời gian 14 giây hoặc vẫn có thể thực hiện ngay khi xe ở tốc độ dưới 50 km/h. Nắp động cơ của F8 Spider cũng được chuyển sang dạng kín thay vì có thể nhìn xuyên thấu như F8 Chibuto. Việc thêm vào phần mui xếp cứng khiến chiếc siêu xe Mulchen Ferrari F8 Spider nặng hơn biến thể mui cứng là Ferrari F8 Chibuto khoảng 70 kg. Tuy nhiên, Ferrari F8 Spider vẫn nhẹ hơn người tiền nhiệm là Ferrari 488 Spider đến tận 20 kg. Bên cạnh trọng lượng được giảm cân, siêu xe Mulchen Ferrari F8 Spider đầu tiên về Việt Nam còn sở hữu thiết kế khí động học tốt và hiệu quả hơn 10% so với mẫu xe tiền nhiệm là Ferrari 488 Spider đã có 3 chiếc về Việt Nam. Ferrari F8 Spider sở hữu màu sơn đỏ đặc trưng của hãng và rất nổi bật. Chiếc này cùng màu với chiếc đầu tiên mang màu sơn đỏ của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường. Khi chiếc F8 Spider đóng mui, ngoại hình chiếc này so với chiếc F8 Chibuto không có quá nhiều khác biệt. Cả hai chiếc Ferrari F8 Spider và F8 Chibuto gần như giống hệt nhau về mặt thiết kế. Phần hốc do S-đắc trên dòng siêu xe Ferrari F8 lấy cảm hứng từ xe F1 giống như Ferrari 488 Pista sở hữu. Tuy nhiên, hốc gió S-đắc trên Ferrari F8 Spider đã được hãng siêu xe Ý thiết kế lại giúp tăng lực ép xuống mặt đường thêm 15% so với đàn anh 488 Spider. Ở phía sau, Ferrari F8 sở hữu cụm đèn hậu dạng LED hình tròn kép được lấy cảm hứng từ mẫu Ferrari 308 trong quá khứ. Cặp ống xả hình tròn có thiết kế và vị trí đặt gần như tương đương với Ferrari 488. Ferrari F8 Chibuto Spider sở hữu khối động cơ V8, dung tích 3.9 lít tăng áp kép tương tự như bản mui cứng, cho công suất 720 mã lực và mô men xoắn 770 Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, xe chỉ mất 2,9 giây để tăng tốc 0 đến 100 km/h từ vị trí đứng yên, 0 đến 200 km/h trong 8,4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h khi mở mui và 340 km/h khi mui được đóng kín. Đối thủ chính của siêu xe Mulchen Ferrari F8 Spider sẽ là McLaren 720S Spider hay Lamborghini Huracan Evo Spider. Hiện tại, chỉ có duy nhất Lamborghini Huracan Evo Spider là chưa về Việt Nam, còn McLaren 720S Spider đã có số lượng lên đến 6 chiếc và ước tính con số này sẽ tăng lên hơn 8 chiếc đến cuối năm nay. Giá bán của siêu phẩm Ferrari F8 Spider tại thị trường Việt Nam vẫn là ẩn số. Phiên bản mui cứng F8 Chibuto từng được một doanh nghiệp nhập khẩu chào bán với mức giá bán khoảng 21 tỷ đồng. Giá xe có thể thay đổi tùy theo trang bị đi kèm. Cảm ơn mọi người đã cùng coi video.